các bạn đã quay trở lại với channel phim 10 phút. Mình là Thùy Linh. Lưu ý rằng video sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung. Nếu các bạn đã xem phim hoặc là không quan tâm tới nội dung hoặc chỉ muốn nghe tóm tắt, vậy thì hãy tiếp tục xem nhé. Còn nếu như các bạn muốn trải nghiệm xem phim, vậy thì hãy xem phim Nguyên Long ở bất kỳ đường link nào trên Google nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Trong video trước, Vương Thắng muốn tìm Tống Yên trợ giúp tìm nữ nhân có nguyên hồn Phượng Hoàng. Nghe vậy Tống Yên nhất định sẽ giúp đỡ. Ngoài ra nàng cũng khuyên anh đừng tìm hiểu tin tức từ bên ngoài, đó là điều cấm kỵ trong thế giới này. Sáng hôm sau, Ngư Thúc dẫn theo một đoàn người, ngựa và kiệu hoành tráng đến đưa hai người về Tống gia, còn lão sẽ ở lại, trò chuyện một lúc thì đi ra kiệu sau để nghỉ ngơi. Nhưng đó chỉ là cái cớ để anh lánh mặt, anh ta không quên đặt thiết bị nghe lén hai người họ nói chuyện. Tống Nhiệm thấy anh ấy với Tống Yên, bởi thí luyện từ trước tới giờ vô cùng khó, thật ra công lao lớn vẫn là Vương Thắng. Nàng xin Tống gia hãy giữ Vương Thắng lại, nhưng Tống Nhiệm không đủ khả năng, làm như vậy sẽ là đối đầu trực diện với đối xa. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ cho người âm thầm bảo vệ nam chính. Ngay xong câu chuyện, Vương Thắng cũng nhẹ người, anh bước vào không gian nguyên hồn để xem cá chép nhỏ sinh sống ra sao. Trông thấy nó có vẻ sung sức nên hôm nay sẽ cho nó vượt long môn hóa thành rồng. Cuối cùng cũng đã về tới Tống gia, vừa lúc đối tứ, phụ thân của đới Hoan đang xông vào tìm Vương Thắng trả thù. Binh lính nghe tin giáo giết rung chuông báo động, người người kéo ra cửa thành nhưng cũng không nhanh chân bằng tên đối tứ. Hắn hiên ngang ung dung dẫn theo đại quân xông vào thành. Trong phủ Tống gia, nam chính vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này Cao Giao từ cửa sổ leo vào, cô linh cảm đang có người theo dõi. Vương Thắng bật định vị truy quét nhưng xung quanh vẫn không phát hiện ra bất cứ ai. Nói rồi Cao Giao đưa lại cho anh thông tin điều tra trước đó. Cô nàng còn nói thêm, đối tứ đang vào thành và sẽ mang người của Tống gia tới nơi mà đời hoàn chết để tế cho hắn. Nghe tiếng bước chân có người đến, Cao Giao liền tẩu thoát. Thì ra người tới là Tống Nhiệm, hắn khuyên Vương Thắng hãy cẩn thận với đối tứ, lão là một kẻ địch vô cùng mạnh. Nói rồi Tống Nhiệm cúi đầu xin lỗi, lần trước anh có ơn với Tống gia, nhưng Tống gia của hắn lại không thể bảo vệ cho anh được. Sau đó Tống Nhiệm đi tới an ủi Tống Yên, nhưng cô nàng muốn đến từ biệt Vương Thắng. Nghe nói ngày mai đời tứ sẽ tới cấm điện Tống gia để tế đới Hoan, nam chính sẽ đi tới đó để dò thám tình hình. Tống Yên lo lắng, vậy nên xin theo đi cùng anh. Qua ngày hôm sau, hai người đứng trên vách núi cao quan sát đời tứ. Vương Thắng lấy ra khẩu súng nhằm đề phòng tình thế khẩn cấp sẵn sàng đột kích. Nghe cô lang thông báo có mục tiêu đang di chuyển, Vương Thắng liền tiến vào thế phòng thủ. Kiệu của đời tứ đi vào, lão ta bước xuống tra khảo những tên thị vệ lần trước đã bỏ con trai hắn ở lại. Hơn nữa, hắn còn ngang tàn bắt những thường dân của Tống gia làm vật tế. Vương Thắng không thể đứng nhìn được. Chỉ cần lão động thủ thì anh ta sẽ quyết vì dân trừ hại. Bỗng dưng một tên sát thủ từ phía sau xuất hiện động thủ. Lúc ở thế giới thực tại, Vương Thắng thường tham gia các lớp huấn luyện mô phỏng bằng cách tập bắn súng. Tỷ lệ trúng đích, tỷ lệ chí mạng đối phương là 100%. Quay trở lại lúc này hai người họ đang đối đầu với sát thủ. Tuy đối phương đeo mặt nạ che kín mặt nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cô gái. Về trang phục không giống với đời xa và tổng xa, có thể nói đây là người của hạ gia. Có vẻ như nàng ta có cá tính mạnh mẽ nên không cần nói năng gì và cứ như vậy lao tới chém giết. Ra tay rất nhanh khiến cho hai người không thể kháng cự. Ở bên dưới, đối tứ cũng bắt đầu thảm sát dân thường. Một mình Tống Yên giao đấu với sát thủ, không thể chịu đựng cảnh đối tứ ngang tàn nên Vương Thắng nhanh chóng vực dậy. Anh ném một quả bom giải cứu cho Tống Yên. Sau đó nhờ cô nàng ngăn cản đối phương để anh có thời gian xử lý đối tứ. Lần này anh chỉ có một cơ hội nổ súng duy nhất, bởi vì phát đạn bắn ra sẽ khiến vị trí bị bại lộ, áp lực khiến mồ hôi anh chảy ra như suối. Bỗng dưng Vương Thắng rơi vào thế giới nguyên hồn của mình. Anh nhìn thấy cô gái lúc trước, có vẻ như trước kia nàng ta cũng chỉ là một con chim sẻ bình thường, nhưng sau này lại có thể vượt long môn hóa thành Phượng Hoàng. Điều này khiến cho Vương Thắng nhận ra bản thân mình cũng có thể giống như vậy. Chỉ cần cố gắng, cái chép nhỏ nhất định sẽ vượt qua long môn và hóa thành rồng. Xong chuyện nàng ta mỉm cười rồi biến mất. Trước đó Vương Thắng từng trợ giúp cái chép vượt qua long môn, chỉ là lần nào cũng bị văng ra ngoài. Cho nên lần này, anh sẽ không trợ giúp nữa mà để cho nó tự thân vận động. Còn cái chép hăng hái lội ngược dòng nước xoáy và cuối cùng cũng thành công vượt qua. Nguyên hồn của anh bây giờ là nhất trung cảnh. Tỉnh lại, Vương Thắng lập tức nổ súng. Chỉ với một phát duy nhất, đã tiễn lão gia tử đời tứ về đất mẹ mà không kịp nói câu tạm biệt. Xong chuyện, anh chạy tới giải cứu cho Tống Yên. Do đánh không lại nên chỉ còn cách ném bom đánh lạc hướng đối phương rồi chơi kiểu du kích. Bất thình lình xuất hiện tấn công khiến cho đối thủ trở tay không kịp và thành công lột được mặt nạ của nàng ta xuống. Bị yếu thế nên nàng ta lập tức rời đi.
Sát thủ vừa rời đi thì lại người của đới xa đuổi tới. Bằng trí thông minh của mình, nam chính ném một quả bom khiến cả đám nổ tan xác. Mọi chuyện kết thúc vì không muốn Tống Yên bị liên lụy nên Vương Thắng kêu Tống Yên hãy quay về Tống gia. Đây là kế sách tốt nhất rồi. Rời đi được một đoạn thì lại nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình đang cuống cuồng tìm nơi ẩn náu. Vương Thắng liền ra mặt, cao giao cập nhật tình hình cho sư phụ biết. Những người đang theo dõi đa phần là người của Tống gia, bọn họ tập hợp lại tới gia tộc cấm địa yểm trợ cho anh ta. Trước đó, Tống Nhiệm từng nói sẽ phái một đội mật thám của Tống gia sẵn sàng đi theo hỗ trợ cho Vương Thắng. Tuy bề ngoài truy nã vậy nhưng bên trong âm thầm bảo vệ, anh phái cao giao tiếp tục theo dõi bọn họ. Đêm hôm đó, thị vệ của đời tứ mang xác của lão gia về đời gia. Dọc đường đi, hai tên thủ hạ sợ hãi muốn tẩu thoát thì bất ngờ cơ thể của đời tứ lại cử động. Tiếp theo, đầu phim là một lời giới thiệu. Nếu cá muốn hóa rồng thì phải vượt qua long mồn, với động tác ngẩng đầu uy nghiêm, vẫy đuôi hoán vũ, vượt sóng vượt gió, uy nghiêm lừng lẫy, long sinh cửu tử, duy nhất tự xưng là nguyên long. Một năm sau, tại sử gia Lâm Xuyên Thành, Cao Giao đang đi mua dưa thì nghe ông bán dưa nói rằng trong thành xuất hiện một vị long thần ý bất truyền. Nghe vậy, cô nàng liền nghĩ tới sư phụ mình nên nhanh chóng chạy tới. Ở bối cảnh khác, có một vị cô nương đang tu luyện kiếm thuật. Nàng là đại tiểu thư của sử gia. Vì mải mê tập luyện mà quên mất hôm nay chính là sinh nhật của mình. Thay vì ăn diện lộng lẫy để mừng sinh nhật, thì nàng lại chọn bộ y phục giống như thường ngày và khoác thêm một chiếc áo choàng để đón tiếp khách. Đại tiệc lần này bao gồm 4 trên 8 đại gia tộc, lần lượt là Hạ gia, Tống gia, Đới gia, Đường gia. Đại tiểu thư Giá Lâm nhận được những lời chúc mừng của mọi người, nàng khoan thải bước vào chỗ ngồi. Nhìn sang thấy Tống gia vắng mặt nên nàng ta liền thở dài ngắn ngẩm. Những gia tộc khác thế vậy liền lấy lòng bằng cách uống rượu phạt, sau đó là một màn nói chuyện chán ngắt xảy ra. Về phần Cao Giao, cô nàng đã tìm tới tận nơi nhưng vẫn không thể gặp được vị gọi là Long Nhân Y kia. Bởi vì ông ta đã ra ngoài, bỗng dưng nhìn thấy một thanh niên có vóc dáng rất giống với Tống Nhiệm nên cô nàng liền âm thầm đuổi theo. Quay trở lại với buổi tiệc, sau khi nghe đới gia hỏi về Vương Thắng, sử gia đại tiểu thư liền tức giận. Nàng không biết Vương Thắng là ai, cũng không quan tâm. Câu nói vừa rồi cũng đã nói lên mục đích bọn họ tới đây không phải chúc mừng mà để hỏi tin tức. Điều này khiến nàng tức giận. Vì theo lời của đới gia thì cách đây không lâu, Vương Thắng từng xuất hiện ở sử gia Lâm Xuyên nên hôm nay mới tới đây hỏi cho ra lẽ. Lúc này Tống Nhiệm đang đi tới phủ của đại tiểu thư thì vô tình chạm mặt một người giống với Vương Thắng. Người này đội mũ che chắn cẩn thận khó nhận ra, hai người chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Cuối cùng Tống Nhiệm cũng đến, nhóm người đang bàn tán về Vương Thắng thì Tống Nhiệm mở cửa đi vào. Là một người nhã nhặn lịch thiệp, hắn ta không quên cúi đầu xin lỗi vì đã tới trễ. Mới vừa ngồi vào bàn thì đã bị người của đới gia gây sự, tố cáo Tống Nhiệm che đậy việc Vương Thắng đột phá lên nhất trọng cảnh. Tuy nhiên Tống Nhiệm lại thản nhiên phủ nhận, hắn thừa nhận Vương Thắng là vị hôn thê của Tống Yên, chỉ là nguyên hồn thuộc dạng bất nhập lưu mới khiến cho người đời cười nhạo Tống gia. Kể từ đó không còn liên quan gì tới Vương Thắng. Chuyện của Vương Thắng, Tống gia không liên quan. Mà hơn một năm trôi qua, rốt cuộc anh ta lưu lạc nơi nào thì Tống gia cũng không hề hay biết. Chưa dừng ở đó, Tống Nhiệm còn quay sang Hạ gia. Nghe nói trước khi Vương Thắng mất tích, đã từng giao thủ với người Hạ gia. Ngay sau điều này, đám người Hạ gia chỉ biết cứng họng. Sau đó quay sang công kích người đối gia khiến bọn họ ngoan ngoãn ngồi xuống ngay. Ngoài ra cũng nhắc tới Đường gia, nghe nói Vương Thắng thông thạo ám khí mà người trong ngũ gia am hiểu. Ám khí chỉ có thể là Đường gia mà thôi, nên không thể nói Vương Thắng đang được Tống gia bao che được. Không có một bằng chứng nào cả. Ngày đầu lúc truy sát Vương Thắng, tất cả mọi người đều bị giết chết, chỉ riêng một người Thiên Cơ Tán là sống sót. Cái đó là người của Đường gia. Sau khi xảy ra chuyện, cô ta đổi tên là Cao Giao, hiện tại chính là đồ nhi của Vương Thắng. Cao Giao là người có miệng lưỡi trơn tru, từng nhiều lần lừa gạt các tiểu đồ của đới gia mà bọn họ lại không thể nào bắt được cô nàng. Nghe nhắc tới tên, Cao Giao hắt xì hơi liên tục mấy cái. Cô nàng cảm thấy ở nơi này nguy hiểm nên sẽ không vào tìm sư phụ nữa. Đúng lúc định rời đi thì bị một người nào đó chặn lại. Tới đây thì video của chúng mình đã kết thúc rồi. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bộ phim sẽ như thế nào? Nội dung video vẫn còn nhiều thiếu sót. Hy vọng rằng các bạn sẽ góp ý bổ sung bên dưới phần bình luận nhé. Còn nếu như các bạn thấy video bổ ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.